xuân này chúng tôi về thăm Đông Thạnh, một xã nông thôn của thị xã Bình Minh. Trên bản đồ hành chính hiện nay, Đông Thạnh tiếp giáp với các xã Đông Bình, Đông Thạnh của thị xã Bình Minh ở hướng Tây và Nam, giáp xã Song Phú và Ngãi Tứ của huyện Tam Bình ở hướng Đông và hướng Bắc. Vùng đất hiền hòa này từng một thời nổi tiếng với những địa danh đã đi vào lịch sử kháng chiến, Giáo Mẹo, Đồng Đế, Địa Dịch với những chiến công còn lưu dấu. Hôm nay đã là một trong những xã nông thôn mới đầu tiên của thị xã Bình Minh. Có lẽ chỉ có những cư dân cố cựu bên dòng kinh Giáo Mẹo ngày nào mới có thể cảm nhận đầy đủ sự thay da đổi thịt của một vùng quê từng sơ sát khó nghèo sau bao năm tháng chiến tranh. Từng tên đất tên làng nơi đây đã trở thành niềm tự hào của đảng bộ quân dân Bình Minh trong kháng chiến, giờ đây cùng đồng hành trên đường phát triển. Hình thành tròn 20 năm sau khi được chia tách từ xã Đông Thạnh, hôm nay Đông Thạnh đang phơi phới vươn mình đi tới cùng thế hệ mới trưởng thành trong hòa bình. Nhưng về đây, đi qua những địa danh lịch sử ngày nào, ký ức chiến tranh vẫn còn nhiều day dứt. Nơi có cánh đồng mẫu lớn với những thảm lúa xanh mênh mông này từng có tên gọi là Bưng Đồng Đế, gợi nhớ về một vùng đất từng phủ đầy đế sài quan du. Ngày nay, Đồng Đế ngày xưa đã không còn, nhưng câu chuyện ở Đồng Đế thì dễ mấy ai quên. Vùng quê nơi địa quan du này đã lưu tên vào lịch sử cách mạng địa phương. Đó là vào năm 1955, khi chế độ Ngô Đình Diệm xua quân tấn công quân đội Phật giáo Hòa Hảo ở Cái Dồn. Quân Hòa Hảo tan rã, tháo chạy theo hai hướng. Thủ lĩnh Hòa Hảo Năm Lửa cùng lực lượng thân tín từng gây nhiều nợ máu với nhân dân và đối đầu với Việt Minh, chạy về hướng Tầm Du, lên Đồng Tháp và sau đó ra đầu hàng Diệm. Một cánh quân khác có thể nói là theo Năm Thục, tức Phan Văn Năm, một cơ sở của cách mạng, đang chỉ huy một đại đội Hòa Hảo đóng ở Đông Thành. Lực lượng này gồm hai tiểu đoàn mang theo nhiều vũ khí cùng người thân đã chạy về hướng Kinh Giáo Mẹo, dùng căn cứ kháng chiến chống Pháp trước đây. Ở đây, họ được cơ sở ở xã Đông Thành và dùng lân cận che chở đùm bọc, vận động giấu súng và được đưa về gia đình. Nơi được chọn để giấu số vũ khí này chính là tại Bưng Đồng Đế. Năm 15, thì cái quân đội Hòa Hảo này mới rút vô Đồng Đế. Thấy không? Vô Đồng Đế như vậy là mới gom súng bóng hết cái đại đội Hòa Hảo này á, là của Năm Thục á, là ông mới rút vô đó. Vô đó rồi thì những cái số các đại đội kia là nó giấu súng này kia nọ, là ông Hòa, ông Năm Thục là ông mới là tổ chức mà dân tín đồ và dân cái quân chúng thôi, không để mà theo dõi cái đám mà tàn quân đó như vậy, là ông mới là nó giấu đâu là dân ăn cắp nó lấy, nói chung nó giấu đâu đó là dân nó lấy, nó lấy nó đeo nó nạp cho Năm Thục. Năm Thục lúc đó thì quan hệ với cách mạng rồi, thấy không, thành ra mới là Năm Thục mới là lấy được một số súng đó tại Đồng Đế đó, thấy không, ở xã Đông Thạnh. Hồi đó là cái ấp, cái ấp Đông Thạnh đó, giờ ở Đồng Đế đó. Như vậy là mới là lấy cái số súng như vậy, thì cái số lượng thì tôi không nắm dẫn, nhưng mà thành lập 43 tiểu đoàn. Theo lịch sử địa phương, chấp hành chủ trương của tỉnh ủy, chi bộ xã Đông Thạnh lúc bấy giờ có tên là xã Mỹ Thành, thuộc huyện Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ, đã vận động thành lập lực lượng vũ trang gọi là Liên Quân Giáo Phái Chống Mỹ Diệm, mang tên tiểu đoàn 77, do ông Phan Văn Thục làm tiểu đoàn trưởng. Bí thư xã Đông Thạnh lúc bấy giờ là ông Nguyễn Quang Hân, tức Tư Hân, làm chính trị viên. Đây là đơn vị tiền thân của tiểu đoàn Lý Thường Kiệt, địa phương quân Vĩnh Long, ra đời vào tháng 8 năm 1957. Số vũ khí được bí mật cất giấu tại Bưng Đồng Đế trước đây được trang bị cho tiểu đoàn, tạo điều kiện cho đơn vị hoạt động đánh địch, bảo vệ nhân dân trong hoàn cảnh còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn. Lịch sử Đông Thạnh và Đông Thạnh không quên sự kiện trên Bưng Đồng Đế, lưu giữ truyền thống hào hùng. Bưng Đồng Đế hôm nay đã là những cánh đồng lúa bạc ngàn. Người dân nơi đây đang viết tiếp lịch sử của cha anh bằng câu chuyện làm ăn trên những cánh đồng xanh. Trong khi nông dân nhiều nơi không còn mặn mà với cây lúa bởi hiệu quả kinh tế không ổn định, thì người dân Đồng Đế biết cách làm cho cánh đồng quê hương ngày một thăng hoa.
Trên cánh đồng lúa hứa hẹn một mùa bội thu này, nhiều người nông dân ở Đồng Đế đã mạnh dạn áp dụng mô hình trồng giống lúa thơm đã được triển khai từ ngành nông nghiệp. Những cánh đồng lúa thơm làm giống ở Đồng Đế đủ sức đảm bảo nguồn giống sạch cho bà con ở địa phương. Nhà nông Đồng Đế và cả xã Đông Thạnh rất tâm đắc với mô hình này. Cái ưu thế của cái mô hình mà làm giống là nó có cái ưu điểm, cái là mình bán cái giá nó cao hơn là cái giống lúa thịt. Bởi vì mình bán giống cho ta thì nó phải chịu cao hơn. Rồi cái năng sức mà mình cấy này là nó phải cao hơn nữa. Cấy thì năng sức năm nay mà ước lượng là cái này phải từ 1 tấn 3. Tấn 3 trên một công năng sức. Đó thì so với cái lúa mà xạ thường thì nó cao lắm. Năng sức nó cao hơn nhiều, bởi mình cấy năng sức nó cao hơn. Nhưng mà tính cái giá thành ra mình mướn cấy rồi mướn khử lẫn đâu vẫn cũng còn lời nhiều lắm. Thì cái mô hình nó muốn sống hay không là cái cơ bản là bà con là có lợi, rồi bà con đam mê, rồi từ cái chỗ mà đam mê mà rút ra được kinh nghiệm. Thì bây giờ nói tóm lại khu vực Đông Thạnh Hòa, xã Đông Thạnh này, khu vực làm giống cái tổ hợp tác này lớn mạnh đi lên là bà con đã am hiểu rất nhiều qua cái đài báo chí và cái bản thân kinh nghiệm và khoa học ở trên đưa xuống. Bây giờ năng suất rõ ràng các anh thấy lúa này là khoảng là 1 tấn 3 lúa tươi. Nhưng mà lúa tươi này thì ra thị trường thì là anh em đây tiêu thụ, các công ty giống nó mua về được là coi như là 7.000 đến 7.500. Còn lúa hàng hóa, lúa thơm này thì 5.000 5.200, nên trên lệch rất cao. Trong cái làm giống này á, nó là có những cái ưu điểm mà thứ nhất thì ít tốn giống, cái thứ hai nữa là ít tốn phân, cái thứ ba là ít tốn thuốc, chỉ có cái nặng công khử lẫn và cấy, nhưng mà so sắp xếp lại thì cũng không hơn lúa hàng hóa, chi phí là trên là chút ít, nhưng mà cái giá thành là gấp đôi hoặc gấp rưỡi. Làm ăn được, người dân Đông Thạnh hôm nay càng tự hào truyền thống. Không phải ngẫu nhiên mà tại Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Đông Thạnh ngày nay là nơi được vinh dự trưng bày khẩu pháo 105 ly, một chiến lợi phẩm rất quan trọng của quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngay cả người dân Đông Thạnh, không phải ai cũng biết câu chuyện lịch sử này. Đây là một trong hai khẩu pháo mà quân và dân ta đã thu được trong trận đấu tấn công tiêu diệt yếu khu Thầy Phó đầu năm 1975. Vượt qua sự kiểm soát gắt gao của địch, hai khẩu pháo đã được di chuyển cất giấu trong điều kiện rất nhiều khó khăn. Đầu tháng 3 năm 1975, khẩu pháo đã được bí mật đưa về vùng căn cứ nằm bên kênh Giáo Mẹo thuộc xã Đông Thạnh ngày nay. Nói chung là cái xã Đông Thạnh trong lúc đó là mở cái địa bàn nó cũng rộng, mà các ấp nó đóng đồn rồi này kia, mình bao dây mình bứt rút nó hết rồi. Thành ra cái xã Đông Thạnh đó là trong lúc đó nó rộng, cho nên cái địa bàn ở đó mấy ổng đem khẩu pháo lớn gì được. Bắn rồi trong đêm đó ổng rút đi luôn, rồi thì sáng lại nó mới đổ quân, nó mới kiếm cái chỗ pháo bắn pháo đó. Tụi Ngụy nó theo dõi, nó đổ quân xuống cái chỗ bắn pháo đó, là nó đổ quân rồi nó dần tới dần lui, là nó ém quân ở tại luôn mấy bữa. Nó đi rồi nó đảo trở lại, nó cứ ém hoài. Sau khi nhả đạn vào tận sào huyệt của địch như Bộ Tư lệnh dùng 4 chiến thuật, trường gió bị Cái Dồn, Dinh quận Bình Minh, đội pháo đã nhanh chóng rút về căn cứ Cái Ngang. Nhân dân Đông Thành đã có công rất lớn trong việc bảo vệ, phục vụ, bảo đảm cho đội pháo làm nhiệm vụ và rút lui trong an toàn bí mật. Chính vì thế mà ngày nay họ có vinh dự được tạo điều kiện để tìm hiểu và tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng trên quê hương. Ở Đông Thạnh, không chỉ có câu chuyện ở Đồng Đế, chuyện về khẩu pháo 105 ly, nhân dân Đông Thạnh còn đóng góp rất nhiều sức người sức của cho kháng chiến. Nơi đây còn là căn cứ của tỉnh ủy và nhiều đơn vị ban ngành trong những giai đoạn khác nhau. Cái tên Đông Thạnh trước đây chỉ là tên của một ấp ở xã Đông Thạnh. Năm 1994, xã được hình thành trên cơ sở chia tách từ xã Đông Thạnh. Khi mới được thành lập, cũng giống như nhiều vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến khác, Đông Thạnh còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Thế nhưng sau 20 năm, vùng quê giàu truyền thống cách mạng này đã có một bước chuyển thật ngoạn mục. Sự kiện đánh dấu bước chuyển ấy
chính là xã đã sớm về đích sau hơn 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Sớm đạt thành tựu này chính là nhờ sự gặp gỡ giữa ý đảng và lòng dân, là quyết tâm chỉ đạo của địa phương, nhất là tạo được niềm tin từ quần chúng nhân dân. Khi mà triển khai ra cho dân á, thì khi bà con ta đồng tình là mình làm sao phải thực hiện liền. Nếu mà để cái công trình mà kéo dài á, thì bà con của bác người ta không muốn. Nên cái đây là một cái thuận tiện cho mình, vì mình vừa họp vừa triển khai là dân người ta thống nhất. Vì gì mình đưa vô mình thực hiện liền. Nên đây là một cái vấn đề quan trọng đối với làm cái công tác thi lợi. Thì người dân sợ nhất là cái công trình mà dự án treo, vì có đưa lên quy hoạch mà tới thời kỳ á, hứa năm này sang năm khác mà không thực hiện thì bà con người ta cũng phiền cái vấn đề đó. Nên từ đó thì trong cái quá trình thực hiện thì cũng tạo được cái lòng tin của bà con của bác mình. Nên khi mà triển khai thì mình đưa cơ giới vô mình thực hiện liền, nên tạo lòng tin cho bà con của bác. Từ những cái tuyến đường mà làm trước á, được tạo ra lòng tin cho bà con của bác rồi á, thì khi mà triển khai những công trình sắp tới này thì bà con của bác mình rất đồng tình cao trong cái thực hiện cái thi lợi và kết hợp với giao thông nông thôn. Thì qua quá trình mà thực hiện được các cái thủy lợi kết hợp giao thông nông thôn mà được hoàn chỉnh như hôm nay các tuyến đường thành BC và thành A, thành Lý, thì bà con đã thấy được. Thì các ấp khác còn lại thì bà con của bác cũng rất đồng tình để rồi cái thực hiện mà bà con của bác cũng đề nghị mình thực hiện sao cho sớm cái công trình. Được dân tin, chuyện hiến đất làm đường không phải là cá biệt ở Đông Thạnh. Cả trăm hộ dân có công trình đi ngang qua phần đất của mình, dù ít hay nhiều, đã không nhận đền bù. Người dân đã đóng góp đến 1/3 trong tổng nguồn vốn trên 150 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Những con đường giao thông nông thôn kết hợp thủy lợi đã nhanh chóng được thực hiện và sớm đưa vào hoạt động, tạo nên bộ mặt mới cho Đông Thạnh, nhất là tuyến đường mới đi qua hai ấp Thạnh An, Thạnh Lý đến xã Đông Thạnh. Hồi đó thì thấy cũng cực khổ vật vã là quá ham, bây giờ thời kỳ bình nhà nước xây dựng lộ rồi đi, mình phải hiến đất cho nhà nước làm, chứ mình không hiến đất rồi ta không làm, mình có đâu mình đi cho sung sướng. Đối với những bậc cao niên, những người từng đi qua chiến tranh, từng trải qua những năm tháng khó khăn chung của đất nước, thì chuyện hiến đất làm đường nhẹ tợ như không. Trong chiến tranh, người nông dân đã dám hy sinh xương máu của mình, nhiều người dám chia đôi ba tài sản với cách mạng, thì trong xây dựng hôm nay sao lại tiếc một hai công ruộng mà ảnh hưởng đến việc chung. Ngoài bản thân tự nguyện đóng góp, họ còn vận động con cháu xóm giềng làm theo. Có đường để con cháu đến trường được dễ dàng, để bà con nông dân thuận tiện bán nông sản, giao thông thuận tiện là mong muốn của tất cả mọi người. Tôi hiến là nói là trên công gửi đất, tôi thấy là nó có lợi cho mình, có bệnh hoạn rồi, có xe rồi, là tới chở đi bệnh viện rồi cũng dễ dàng, chứ tôi không có tiếc. Nếu trong kháng chiến, người dân Đông Thạnh kiên cường dũng cảm, thì trong xây dựng phát triển hôm nay, họ cũng luôn cần cù chịu khó, chí thú làm ăn. Hiện tại, ở Đông Thạnh chỉ còn 2,14% hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 25 triệu đồng một năm. Mỗi người dân Đông Thạnh đều chọn hướng đi thích hợp để phát triển kinh tế, phù hợp với điều kiện của mình. Nhiều mô hình trồng cây ăn trái, chăn nuôi cánh đồng mẫu lớn đạt hiệu quả kinh tế cao đã được bà con áp dụng. Hai bên con đường liên xã Đông Thạnh, Đông Thành, những mảnh vườn mới hình thành không còn bao lâu nữa cũng sẽ cho thu hoạch. Giao thông thuận lợi tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, vùng quê Đông Thạnh đang thay da đổi thịt từng ngày. Mùa xuân đã thật sự về trên quê hương Đông Thạnh. Mùa xuân không chỉ của đất trời mà đang lan tỏa trong lòng những người con Đông Thạnh, đã và đang chung tay góp sức cho từng bước đi lên của địa phương. Đông Thạnh xưa đã đi vào lịch sử thật hào hùng. Đông Thạnh ngày nay đang vươn mình hướng đến tương lai. Về thăm Đông Thạnh ngày nay, nhớ chuyện xưa bên dòng kênh Giáo Mẹo, càng cảm nhận niềm hạnh phúc khi cuộc sống no ấm thanh bình.